tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày 26 tháng 6 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập 55 a xin chào các vị pháp sư các vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán Kinh Văn Tờ thứ 11 hàng thứ ba Tờ thứ 11 hàng thứ ba Xem từ đoạn thứ hai Đoạn nhỏ thứ hai Nhị giả Oai nghi Trụ trì hữu tắc đức Cái thiên văn chương này của quốc sư hiền thủ đoạn thứ tư là nói hành bốn đức ba đoạn phía trước là triết học khoa học cao đẳng đích thực sau khi chúng ta xem thấy là vô cùng hy hữu trong triết học khoa học ngày nay không thể nào giải quyết được vấn đề đại sư đi theo kinh hoa nghiêm đều đem nó nói rõ ràng ra tường tận chúng ta có lý do tin tưởng sau khi tường tận đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh chúng ta ở ngay trong một kỳ sinh mạng này làm sao trải qua ngày tháng làm sao sinh hoạt đây là quay về trước mắt cho nên nói với chúng ta hành bốn đức Bốn đức này là Người xưa Trung Quốc gọi là Căn bản của đạo đức Bốn điều này Hoàn toàn là từ trong tự tánh Lưu lộ ra Điều thứ nhất Chúng ta học qua rồi tùy duyên diệu dụng tùy duyên dễ dàng hiểu tự tánh tùy duyên nói tự tánh tùy duyên thì tương đối khó hiểu chúng ta bình thường nói hằng thuận chúng sanh tùy hủy công đức dễ hiểu kỳ thật từ sâu đến cạn thấy đều là tùy duyên vấn đề ở diệu dụng tùy duyên lại tùy thuận tánh đức chính là diệu dụng tùy duyên nếu như trái với tánh đức vậy thì không diệu dụng chúng ta cũng nói được rất cụ thể Cổ Thánh Tiên Hiền Chư Phật Bồ Tát Bạn thấy Nói cho chúng ta nghe Năm giới Mười thiện Đây là rất cạn Thế nhưng Nó tương ưng với tánh đức Cho nên Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Quyết định Phải tùy thuận đạo đức, người Trung Quốc chúng ta gọi là luân lý đạo đức, đó chính là diệu dụng, đem nó nuôi thành một loài tập quán, dần dần đem những tập khí không tốt, thị hiếu không tốt, quá khứ đời này của chúng ta hoàn toàn lìa khỏi buông xả đem nó tiêu hóa hết như vậy chính là chư phật bồ tát chính là thánh hiền nhân tiếp theo ngày hôm nay đoạn thứ hai này dạy cho chúng ta một số tiêu chuẩn Chính là nói tiêu chuẩn trong tùy duyên diệu dụng Làm thế nào mới thích hợp với diệu dụng Giống như Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát hoàn toàn minh tâm kiến tánh Cho nên các ngài là tự nhiên Như Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa còn ở đời Ngài ở trong cuộc sống thường ngày Đi đứng nằm ngồi Đã biểu hiện ra Bạn đem nó ghi chép lại Chính là giới luật Thích cao ni Phật Có phải có ý làm như vậy không? Không phải Ngài vốn dĩ chính là như vậy Đó gọi là diệu dụng Hay nói cách khác Chúng ta vốn dĩ cũng là như vậy bổn tánh vốn thiện hành vi từ trong bổn tánh vốn thiện luôn xuất ra chính là đạo đức đạo đức chính là diệu dụng ngày nay chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày tại vì sao trái giới vốn thiện biến thành bất thiện Đây chính là chúng ta mê mất đi tự tánh Làm sao mê mất Chúng ta khởi tâm đồng niệm Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần Bất tri, bất giác Khởi tâm đồng niệm Khởi tâm đồng niệm Vẫn còn Khởi tâm đồng niệm là Như nước vậy Sống nhỏ Không xem rất nghiêm trọng Từ khởi tâm đồng niệm Lại khởi lên phân biệt chấp trước Cái phiền phức này thì lớn Thời gian lâu rồi Tập thành thói quen Phân biệt chấp trước liền làm chủ phân biệt chấp trước là gì tâm phân biệt tâm chấp trước loại tâm này làm chủ rồi chư phật bồ tát thì sao chư phật bồ tát là không có tâm phân biệt không có tâm chấp trước cho nên các ngài vĩnh viễn là vốn thiện là bổn tánh vốn thiện lưu xuất ra Chúng ta hiện tại biến thành Không còn thấy Bổn tánh vốn thiện Không cách nào quan sát ra được Mà là Phân biệt chấp trước Đang khởi tác dụng Thức thứ sáu Là phân biệt Thứ bảy Là mạc na thức là chấp trước Cho nên Tám thức 51 tâm sở khởi tác dụng không chỉ trong sáu cõi Bao gồm tất cả chúng sanh là như vậy Còn bao gồm Cả Pháp giới bốn thánh thanh văn Duyên giác Bồ Tát Và Phật của mười Pháp giới Chưa chuyển thức thành trí Vẫn là Khởi dụng của tám thức Năm mươi mốt tâm sở Thế nhưng Pháp giới bốn thánh Là nhận qua huân đào giáo huấn Của Phật Bồ Tát Các ngài khởi tác dụng Đều hướng thiện cái phương diện này Tập khí ác Đào thảy hết Đều buông xả Thí dụ nói Buông xả chấp trước Chấp trước là Kiến tư phiền não chúng ta nói kiến từ phiền não đoạn rồi họ siêu diệt sáu cõi chứng quả a-la-hán khác biệt rất lớn với cảnh giới của ta tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta chúng ta không thể sánh được họ chúng ta vẫn còn tham sân si mạng nghiêm trọng vẫn còn ngã chấp nghiêm trọng có thành kiến nghiêm trọng thế là khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước cùng tự đánh Càng ngày càng xa Đây gọi là Phạm Phu Cho nên Phật Bồ Tát từ bi Thánh hiền nhân vô tư Các ngài biết được Đây chính là quan hệ trên lý luận khắp pháp giới hư không giới cùng chính mình là một thể ngày hôm qua tôi ở đài bắc cũng cùng với một số bạn bè nói đến tôi nghĩ Chúng ta từ trước đọc Bách Gia Tánh Lúc nhỏ về trước Ở tư thuộc trẻ nhỏ đọc Bách Gia Tánh Đọc Thiên Tự Văn Trong Bách Gia Tánh Có hơn 400 họ của người Tôi tin tưởng Hơn 400 họ này Chắc chắn đều là Con cháu của Hoàng đế Một cái gia tộc Kéo dài Bốn ngàn năm trăm năm Nhân khẩu càng ngày càng nhiều Người một nhà Người một nhà nếu như không đoàn kết Không thể hòa thuận cùng sống với nhau Tương thân tương ái vì một việc nhỏ Vẫn còn đang tranh danh đoạt lợi Hủy bán lẫn nhau Bạn nói xem Lão Tổ Tông xem thấy Không ngày ngày rơi nước mắt sao Chúng ta Làm sao xứng được với Lão Tổ Tông Tại vì sao chúng ta làm như vậy Thời gian lâu rồi quên mất Chúng ta chỉ có thể nhớ được Cha mẹ và ông nội bà nội Ông cố bà cố Thì không thể nhớ được Cao tổ phụ trở lên Thì càng quên được sạch sẽ Làm gì biết được hiện tại Đây là cả thảy tộc Hán Hơn 400 họ Khẳng định là một nhà Con cháu Diêm Hoàng đây là từ truyền thống mấy ngàn năm của chúng ta mà nói nếu như từ phật pháp mà nói thì phạm vi này càng lớn khắp pháp giới hư không giới là một nhà vì sao vậy đều là từ nơi tự tánh biến hiện ra minh tâm kiến tánh đó gọi là thành phật thành phật đối với những chân tướng sự thật này liền hoàn toàn rõ ràng tường tận họ biết được cho nên họ đối với tất cả chúng sanh không chỉ đối với chúng sanh mười pháp giới thế giới ta bà đối với chúng sanh trong tất cả cõi nước chư phật mười phương ba đời chắc chắn không có tâm phân biệt bình đẳng như nhau biết được chúng ta cùng đồng một thể sinh mạng dùng lời hiện tại mà nói Khắp Pháp giới, hư không giới Tất cả chúng sanh là Cùng đồng một thể sinh mạng Tự tánh Nhà Phật gọi là Chân như bổn tánh Cho nên Tánh đức của họ Lưu xuất ra Là cứu cánh viên mãn Đại từ Đại bi chúng sanh có cảm lập tức liền có ứng chắc chắn không có chờ đợi như trẻ nhỏ gặp phiền phức thì liền gọi mẹ bạn thấy chúng vừa gọi mẹ lập tức liền đến hiện tại chúng ta chúng sanh mê mất tự tánh ở trong xó cõi chịu khổ chịu nạn cho nên chúng ta có cảm chư phật như lai liền có ứng vì những phiền não tập khí này của chúng ta người rất nặng người rất sâu chế định rất nhiều quy củ trong cái quy củ này cũng có Tổng nguyên lý Nguyên tắc Để nói Như lão tổ tông chúng ta Đã dạy cho chúng ta Ngũ luân Ngũ thường Tứ duy bát đức Đây là Ngoài nghi trụ trì Hữu tắc đức bạn làm người rất giống một người tư tưởng kiến giải lời nói cử chỉ của người này tương ưng với tánh đức đây là chúng ta nắm được cái định vị này sau đó từ nơi định vị này không ngừng hướng lên trên cao. Nhân đạo. Từ nơi nhân đạo nâng lên đến thiên đạo. Trời có 28 tầng. Không ngừng hướng lên trên cao. 28 tầng lại hướng lên trên thì ra khỏi luân hồi luân hồi là một dòng chúng ta gọi là định số nó là có số lượng siêu dược luân hồi thì ra khỏi định số không còn ở trong định số không còn ở trong luân hồi thì siêu diệt phật pháp gọi là thánh nhân tuy là không phải đại thánh ở trong phật pháp gọi là tiểu thánh thánh nhân tiểu thừa rất khó được lại hướng lên trên cao nâng lên đến duyên giác nâng lên đến bồ tát nâng lên đến phật phật ở trong mười pháp giới phật vẫn chưa ra khỏi mười pháp giới vì sao vậy khởi tâm động niệm của họ chưa buông xả. Nếu như căn trần tiếp nhau, sau căn tiếp xúc sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, họ liền siêu diệt. Siêu diệt mười pháp giới. Không khởi tâm không động niệm gọi là phá căn bản vô minh. Khởi tâm động niệm chính là căn bản vô minh. Cũng gọi là vô thủy vô minh cái này phá rồi sau khi phá rồi mười pháp giới liền không còn các vị phải biết chúng ta nói mười pháp giới chúng ta nói sáu cõi nói ba đường hiện tại khoa học gia nói cái gì đó là không gian duy thứ khác nhau làm thế nào để đột phá không gian duy thứ này Khoa học gia hiện tại vẫn chưa Tìm được phương pháp Vẫn chưa biết Thế nhưng Ở trong Phật Pháp Ở trong tôn giáo Tôn giáo cổ xưa Chân thật là họ có phương pháp Họ dùng thiền định Không phải dùng công cụ khoa học Đột phá Không gian duy thứ Sáu cõi rất nhiều tôn giáo đều có Không chỉ Phật giáo có Đạo giáo Trung Quốc cũng có Họ hiểu được Tỉnh tọa Tu thiền Làm cho tâm định lại Không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Tâm định giống như mặt nước, không có ô nhiễm, không có sóng động. Nó liền hồi phục được tác dụng chiếu. Nước giống như một tấm gương nó liền có thể chiếu. Cái chiếu đó liền đột phá được không gian duy thứ cho nên họ hướng lên trên mà nhìn họ có thể xem thấy được cõi trời xem sức định của họ sâu cạn sức định sâu có thể xem thấy đến trời sắc giới thậm chí thấy được trời vô sắc giới người sức định kém một chút họ có thể xem thấy trời dục giới trời dục giới cũng có sáu tầng mà trời tứ thiên dương cùng trời đau lợi cách với chúng ta tương đối gần, chỉ cần có chút sức định đều có thể xem thấy. Rất dễ dàng xem thấy là cõi quỷ. Cái không gian đó rất dễ dàng đột phá. Hơi có một chút sức định liền có thể đột phá, bạn liền có thể xem thấy. Cho nên những thứ này chân thật có không phải giả nếu bạn không tin tưởng bạn có thể làm thí nghiệm bạn làm cho tâm tịnh lại ít phiền ít não tận lực đem phân biệt chấp trước hạ thấp có thể nhiếp tâm một chỗ Thông thường người tu hành Chỉ cần có thời gian của một năm Thì có thể làm đến được Bạn liền có thể chứng minh Cái thứ này là thật Không phải là giả Khi tôi mới bắt đầu học Phật Có một vị đồng tu Bằng tuổi với tôi Chúng tôi cùng là Sư Huynh Đệ Pháp Sư Minh Diễn Xuất gia ở chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đại Bắc Tôi cũng xuất gia ở nơi đó Ông ấy ưa thích thần thông Tôi học giảng kinh ở Đại Trung Ông ấy cười tôi Ông nói Huynh học giảng không tệ Giảng kinh rất khổ cực Chưa chắc vì người chịu nghe nghe rồi người ta không tin tưởng tôi nói vậy phải làm sao ông nói tôi đi học mật học thần thông tôi học được thần thông rồi tôi vừa hiện thần thông thì người khác tin rồi dường như là không có gì sai ông ấy chân thật đi học thần thông vào lúc đó theo quật văn lục thượng sư ở đại khê ở nơi đó ông ấy có một đạo tràng đạo tràng mật tông theo ông ấy học học mật vừa mở đầu phải lại 10 dạng phải cúi lại đến 10 dạng cái giống như loại phương thức của tây tạng cả thân thể đều nằm dài xuống nó hạn định là có thời gian dường như là nửa năm hay là mười tháng mỗi ngày phải lạy sắp gần ba trăm lạy phải lạy đến mười dạng lạy con người rất thành thật Có nghị lực, có quyết tâm Ông thật làm Ở Đại Khê một năm Ông ấy đi tìm tôi Ông nói hiện tại Ông có thể xem thấy được cõi quỷ Ông nói với tôi Buổi tối Đại khái khoảng 5 giờ chiều Trên đường liền có quỷ đi lại Con người chúng ta không nhìn thấy họ Họ cũng không nhìn thấy người người quỷ cùng ở chung là không gian duy thứ khác nhau hiện tại chúng ta biết được tại vì sao ở chung mà không có xung đột cái thân này là giả không phải là thật chúng ta chấp trước đây là thật thì dường như là có nếu như không chấp trước cái thân này cái thân này là mộng huyễn bào ảnh không phải là thật quỷ cũng là như vậy quỷ họ không chấp trước thân người cho nên họ không có chướng ngại đối với thân người thế nhưng quỷ cùng quỷ có chướng ngại như vậy họ chấp trước cái thân đó là họ cho nên chướng ngại từ chỗ nào mà sanh ra chướng ngại là từ trong chấp trước mà sanh ra không có chấp trước thì không có chướng ngại cái đạo lý này về sau chúng ta từ từ hiểu rõ là thật không phải là giả Ông đến nói với tôi, buổi tối đại khái khoảng sau 9 giờ đến 10 giờ trên đường có rất nhiều quỷ, khi đến 12 giờ thì rất đông không thể chen lọt. Đến lúc 4-5 giờ khi trời sắp sáng dần dần quỷ ít đi, liền rất thưa thớt. Nói với tôi, xã hội của họ Ăn uống đi đứng gần giống như nhân gian Chỉ có một khác biệt Chính là trong cõi quỷ Mãi mãi là đen tối vĩnh viễn là trời tối Không có mặt trời Mặt trời Mặt trăng sao Họ đều không nhìn thấy vĩnh viễn ở trong hoàn cảnh Tối tâm Chủng loại cũng rất nhiều Như trên Kinh Địa Tạng đã nói Tôi liền nói tốt Huynh tu như vậy là không tệ Ngay trong một năm Chưa đạt được thần thông Huynh lại được quỷ thông rồi Thế nhưng Huynh xem thấy quỷ Tôi xem không thấy Tôi vẫn là không tin Huynh có phương pháp gì Làm cho tôi thấy Tôi liền tin tưởng Huynh ấy không làm được Cho nên Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu không đắc Khi vừa mới xem thấy Vẫn có một chút lo sợ Vì sau lâu rồi Lâu rồi thì rất bình thường Cho nên Loại pháp tu này Ngay khi đó tôi tiếp xúc với ông ấy Tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng Vì sao vậy? Trên mặt ông ấy mang âm khí Trên mặt không có ánh sáng Trên mặt tối sầm Tôi đến Đại Trung Đi gặp Lão Sư Lý Tôi đem việc này nói với Lão Sư Lý Lão Sư nói một câu Mỗi người có nghiệp nhân của mình Ông ấy 45 tuổi Mật chưa tu thành Thọ mạng đến Qua đời rồi Chúng tôi bằng tuổi vận mạng cũng giống nhau Có người đón mạng cho tôi Chúng tôi vào lúc đó Sư huynh đệ ba người Còn có một Pháp Sư Pháp Dung Pháp Dung cũng là Cùng ông ấy hai người cùng đi học mật 45 tuổi năm đó Tháng 2 thì ra đi Minh Diễn thì ra đi tháng 5 Tôi năm đó cũng sắp phải ra đi Bằng tuổi nhau Thọ mạng đều là không qua khỏi 45 Tôi thì tháng 7 Ở chùa Đại Giác Cơ Long Giảng Kinh Lăng Nghiêm Mới giảng được một phần ba Kinh Lăng Nghiêm Mười quyển giảng được ba quyển Thì bị bệnh Tôi liền biết phải đi rồi cho nên tôi cự tuyệt uống thuốc Cự tuyệt đi bác sĩ Tôi nói bác sĩ cùng thuốc Có thể trị bệnh Không thể trị mạng Con người thọ mạng đến rồi Uống thuốc chích thuốc không ít gì Các người giúp tôi Niệm Phật Cầu giảng sanh Niệm qua một tháng Thân thể từ từ hồi phục khỏe mạnh hết bệnh cho nên tôi rất rõ ràng rất tường tận dường như trải qua hai ba năm có một lần tôi gặp được cam châu hoạt phật ông cũng là học trò của đại sư chương gia chúng tôi rất quen nhau thường ở chung nhưng sau khi xuất gia Thì rất ít ở chung Có một hôm gặp mặt Ông liền nói với tôi Này Pháp Sư Tình Không Chúng tôi thường nghị luận Ở sau lưng Thầy Tôi nói nghị luận điều gì Ông nói Nghị luận nói Thầy Con người này rất thông minh Rất tiếc là Đoạn mạng Lại không có phước báo Tôi nói việc này không cần phải nói sau lưng Ngay mặt cũng có thể nói Tôi nói tôi biết rất rõ ràng Tôi biết tôi không có phước báo Biết được tôi đoạn mạng Ông ấy nói mấy năm gần đây Thầy giảng kinh hoàng pháp Công đức rất lớn vận mạng của thầy chuyển đổi Không những Thầy có phước báo Thọa mạng của thầy rất dài Đây là ông ấy nói với tôi Nói xong đến năm thứ hai Thì vị ấy qua đời Cũng ra đi Cam Châu Trong Mật Tông Thượng Sư Là một người có đức hạnh Tôi rất tôn trọng ông Rất bội phục ông Sau khi ông đi rồi Trong nhà Phật Đích thực là tổn thất rất lớn Cho nên chúng ta chân thật hiểu rồi thì cũng không mong cầu gì, sau khi học Phật rồi biết được người chết là thân chết. Linh tánh không diệt. Vì sao? Xem những thư tịch của nước ngoài. Thảo luận đến luân hồi. Linh hồn những chủ đề này người nước ngoài cũng phát minh được họ nói con người đích thực không chết chết là thân thể linh hồn không chết linh hồn còn phải đi đầu thai mang theo nghiệp lực của đời này việc này nhà phật gọi là báo ân báo oán đòi nợ trả nợ biết được những sự việc này chúng ta làm người suy nghĩ đối với vấn đề này thì sẽ hoàn toàn không giống như ngày trước chúng ta nghĩ đến đời sau nghĩ đến đời sau thì chúng ta không được chiếm tiện nghi của người khác trên mặt tiền tài muốn chiếm tiện nghi của người đời sau vẫn là phải đến trả nợ Cũng không dám ăn thịt chúng sanh Ăn thịt chúng sanh phải đền mạng Ăn nó nửa cân Đời sau Phải trả nó tám lạng Bạn ăn nó thì cũng giống như ăn chính mình Nếu bạn ăn quá nhiều Bạn phải trả đến đời nào mới có thể trả cho xong Chân thật hiểu rõ Những chân tướng sự thật này Chúng ta sẽ không tạo ác nghiệp cho nên giáo dục nhân quả rất là quan trọng chân thật có thể giúp chúng ta buông xả rất nhiều tà kiến tà tri tà kiến bạn liền chịu buông xả không thể không buông xả bạn liền chân thật có thể nương theo cổ thánh tiên hiền giới luật của phật bồ tát mà trải qua đời sống xem thấy thế này mới chân thật là tốt là giúp chúng ta đời đời, đời kiếp kiếp hướng nâng lên trên cao vậy thì đúng rồi nếu như chúng ta trái ngược với tánh đức vậy thì bạn đời đời kiếp kiếp hướng xuống đọa lạc ngày tháng đó không qua dễ dàng con người ở đời nhất định phải nâng cao linh tánh của chính mình, vậy là rất chính xác. Việc này người nước ngoài nói, họ dùng phương pháp của khoa học, có chứng cứ của khoa học, cùng cổ thánh tiên hiền, cùng trong Phật pháp đã nói, thấy đều tương ưng. Trong văn tự này nói Oai nghi trụ trì Hữu tắc đức Tắc là nguyên tắc Có quy củ Vì hành trụ tọa ngọa Tứ oai nghi giả Hành là bạn đi lại Trụ là đứng Ngồi xuống Nằm xuống đều phải có quy củ Chúng ta ngay trong cuộc sống Cũng không ngoài bốn loại oai nghi này Ngồi có cái tướng của ngồi Đứng có cái tướng của đứng Nằm có cái tướng của nằm Luôn là phải hợp với quy củ Hợp với lễ tiết Người Trung Quốc gọi là lễ tiết Trong Phật Pháp gọi là oai nghi oai nghi chính là người trung quốc chúng ta gọi là lễ tiết phải có lễ phải có tiết chế nhất định phải tuân thủ đại thừa bát dạng tiểu thừa tam thiên vi trụ trì chi giai mô chỉnh lục hòa chi vạn tự Xuất tam giới chi thê đặng Việc khổ hải chi tốc hàng Mấy câu nói này Nói được Rất hay Đại thừa Bồ Tát Tám dạng bốn ngàn tế hạnh nó đem cái số tự phía sau Tỉnh lược đi Tám dạng bốn ngàn Tiểu thừa ba ngàn oai nghi Đây đều là thuộc về quy củ Bạn đi đứng nằm ngồi Đều có dáng dấp Vậy tám dạng bốn ngàn Từ đâu mà có vậy Chính là thập thiện nghiệp đạo Mười loại này Thập thiện nghiệp đạo vừa triển khai ra Trong tiểu thừa thì ba ngàn Trong đại thừa thì tám dạng bốn ngàn Trên kinh Hoa Nghiêm nói Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất Quy nạp lại Giảng cho bạn nghe dài điều Triển khai ra Khắp Pháp giới, hư không giới Vô lượng, vô biên Cho nên nói là Từ bi khắp Pháp giới Thiện ý khắp nhân gian Vậy thì không chỉ tám dạng bốn ngàn Cái tám dạng bốn ngàn này Ở trong Kinh điển Phật Pháp Đều có điều văn Một chút cũng không giả Không phải là tùy tiện nói ra một số tự Nếu các vị muốn hiểu rõ Trong Phật học từ điển Cũng có thể tra ra được Trong giáo thừa Pháp số Cũng có liệt kê ra cho bạn Bạn xem qua không giả chút nào do đây có thể biết nếu như dùng nguyên lý nguyên tắc này để xem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của chúng ta ngũ luân ngũ thường triển khai ra có phải là đến ba ngàn Có phải là Có tám dạng hay không Không sai chút nào Bạn dùng phương pháp của Phật Đem nó triển khai ra Đích xác rõ ràng Vô lượng vô biên Phía trước chúng ta đã học qua Quốc sư hiện thủ Thế tôn Vì chúng sanh thuyết pháp Chỉ đọc một chữ trần Trong đó Liền có thể Châu biến Đại thiên thế giới Trong một hạt vi trần Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Siêu dược tám dạng Siêu dược ba ngàn Nhất trần Một vi trần như vậy Mỗi vi trần cũng vậy Cũng là như vậy Cho nên Ở trong giáo học của Phật Chỉ dạy chúng ta Nắm lấy cương lĩnh vậy thì được chỗ này đại thừa tiểu thừa tổng cương lệnh của nó chính là thập thiện nghiệp đạo chúng ta phải tuân thủ thân không sát sanh không trộm cắp không dâm dục khẩu không giọng ngữ không hai lời giọng ngữ là lừa gạt người hai lời là khiêu khích phải quấy không thiêu dệt thiêu dệt là lời nói ngon ngọt lừa gạt người khác không ác khẩu ác khẩu là nói năng thô lỗ rất khó nghe làm cho người khởi phản cảm Trong ý thì không tham Không sân, không si Là mười điều Thập thiện nghiệp đạo kinh Chính là Phật nói cho chúng ta nghe Những sự việc này Đây là căn bản Trên hành trì của Phật Pháp Cũng chính là Trụ trì hữu tắc Trụ Ngày để chúng ta nói chúng ta Ở cái thế gian này Tùy theo thọ mạng của chúng ta Chúng ta có tuổi thọ 50 năm Đó chính là trụ trì 50 năm Thọ mạng 60 năm Thì trụ trì 60 năm Có thọ mạng 100 năm Thì có trụ trì 100 năm Trụ trì Bạn ở nơi nào đó Trụ ở thập thiện nghiệp đạo vậy thì đúng hành thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo nhất định phải biến thành đời sống của chính mình biến thành hành vi của chính mình cũng là khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều không thể rời khỏi nó đây là nền tảng đại đạo tu học thánh hiền cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy bảo chúng ta ngũ luân ngũ luân là đạo ngũ luân nói quan hệ cha con vợ chồng Vua tôi Anh em Bạn bè Chúng ta sống ở cái thế gian này Cùng ở chung với tất cả người Trong thế gian này Luôn không thể rời khỏi cái quan hệ này Cha con, vợ chồng, anh em Đây là người một nhà Đây là trong nhà bạn ngoài nhà Thì có vua tôi Có bạn bè Bốn biển đều là bạn bè Chúng ta có năm ngàn năm lịch sử Hoàng đế Sáng tạo văn tự thì bắt đầu có ghi chép Từ Hoàng đế mẹ đến ngày nay Ghi chép của lịch sử không gián đoạn Kéo dài Năm ngàn năm xã hội hòa bình an định Đích thực Cái nhà Đã khởi lên tác dụng rất vĩ đại Tề gia trị quốc bình thiên hạ tề chính là chỉnh tề cái nhà này rất có quy củ không lộn xộn chút nào nhà vào thời xưa người hiện tại rất có thể hội nhà của người trung quốc chúng ta ở trong thời kỳ kháng chiến đã bị mất đi rồi đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta tổn thất thê thảm vì không còn nhà gọi là nhà tan người mất ở vào thời trước là đại gia đình tôi lúc nhỏ Tôi 10 tuổi đã rời khỏi quê hương Trước kháng chiến một năm Vào lúc đó Ở nông thôn chúng ta Vẫn là đại gia đình Một cái thôn trang Chính là người một nhà Khi tôi còn nhỏ Tôi vẫn còn có thể ghi nhớ Chúng tôi ở trong một dòng rào Chính là một thôn trang Họ uyển Quan hệ họ hàng với chúng tôi Cái nhà này Trên dưới cũng sắp gần Hơn 100 nhân khẩu Đã là suy rồi Khi gia đạo hương dượng Có đến hai ba trăm người vượng tộc có một gia đình có đến sáu bảy trăm người đây là nhà lớn nó là một xã hội cho nên gia có gia đạo gia đạo chính là luân thường ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức đây là gia đạo đây là cộng đồng có gia quy như đệ tử quy biên tập của đệ tử quy là thông thường trong gia đình của chúng ta trong gia quy cộng đồng phải tuân thủ không phải một nhà nào nhà nhà đều phải tuân thủ để nó chọn ra biên tập thành một quyển sách đây là mỗi nhà cộng đồng phải tuân thủ cần thiết vẫn còn có đặc biệt đặc biệt thì không có liệt vào ở trong đây đặc biệt phần nhiều là cái gì cái mà họ đã học không giống nhau họ kinh doanh sự nghiệp không giống nhau y theo gia quy cần yếu của họ mà định vị loại gia quy này phần nhiều ở trong gia phổ vào thời trước chúng ta có từ đường Có gia phổ Gia phổ là lịch sử gia đình Không chỉ 1080 chữ Cũng phải thêm vào Một hai lần nữa Có hai ba ngàn chữ Trong gia quy Có gia học Gia học chính là Trong nhà lập tư thục gia học là lấy con cháu trong nhà chính mình làm chủ trẻ nhỏ bạn bè thân thích cũng có thể đến nơi đó để học tập vào thời trước không có trường học mỗi một gia tộc chính mình lập trường học còn có gia nghiệp sự nghiệp kinh doanh trong nhà của bạn cho nên từ trước nuôi già dạy trẻ không có vấn đề cha mẹ hoặc là phước báo không đủ năng lực học thuật không đủ trẻ nhỏ sau khi sinh ra không cách gì giáo dưỡng gia tộc nuôi bạn họ có gia học tuổi tác lớn rồi không những không lo già yếu gia tộc nuôi già cho nên một người sau khi sanh ra ngay đời này vì cái gì liền vì gia đình cả đời vì gia đình Gia đình nuôi bạn Gia đình chăm sóc bạn Cho nên khi già Có niềm vui thiên luân Bạn xem qua giảng bối của bạn Con cháu của bạn thời đại đó Mấy mươi người Chân thật có niềm vui thiên luân Hiện tại việc này đều không còn Cho nên từ trước Loại nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn đó vào hiện tại không cách nào có Thế nhưng nó duy trì rất lâu Làm cho mấy ngàn năm an định hòa bình Thành trị dài lâu Nhờ vào cái gì? Nhờ vào đạo đức Nhờ vào truyền thống gia tộc của chúng ta Gia thực tiễn đạo đức Dùng đạo đức Dẫn dắt Đạo đức hóa cuộc sống Chúng ta xem thấy xã hội ngày nay Động loạn Quan niệm đạo đức không còn Nhà không còn Làm sao có thể không động loạn Con người sống được rất khổ cực Con người ở cái thế gian này Không có phương hướng Không có mục tiêu Những năm gần đây Tôi thường hay nghĩ đến cái vấn đề này Cho nên tôi liền nghĩ đến khích lệ xí nghiệp hy vọng xí nghiệp có thể đem truyền thống chúng ta tinh thần gia đạo kế thừa tiếp nối một ông chủ của xí nghiệp cũng giống như gia trưởng lúc trước phải đem công nhân đều xem thành con em của chính mình công nhân là anh em chị em bạn bè thân thích của chúng ta đời sau của công nhân là con cháu của họ là con em trong gia tộc này của chúng ta thế hệ sau chúng ta phải lập trường học con em để nuôi dạy chúng người già của công nhân chúng ta phải thành lập diện dưỡng lão để nuôi họ cha mẹ của công nhân cũng chính là trưởng bối của chúng ta trước ta một đời chúng ta có nghĩa vụ nuôi già nuôi già dạy trẻ chân thật có thể gánh vác một xí nghiệp chính là một đại gia đình thời trước một đại gia đình là huyết thống quan hệ huyết thống hiện tại xí nghiệp là quan hệ đạo nghĩa một xí nghiệp là người một nhà đem gia đạo tốt đẹp của năm ngàn năm trước lại có thể phục hưng lên sẽ làm cho xã hội an định thế giới hòa bình sẽ làm ra cống hiến rất lớn cẩn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật